Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming. Và Di Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Ở trong video lần này thì sau khi ghép xong tiếp tục Evan show thì Khải tiếp tục anh cho Evan con này cho Gaming nha em. Tại vì Gaming này mùa này sinh nhật số 5 tem Sinister thì Khải cho anh cái nào nha mọi người. Cái thường hàng là bánh sinh nhật, thường hàng là bánh tiền show này em. Khải cho anh cái nào thì bây giờ chắc là Khải của anh rồi em ơi. Hiện tại số người anh bắt hảo hạng là tiền vạn nè, 51 người trên 30. Đó, ok. Bây giờ Khải sẽ anh em xem nha. Ở lần Evan này thì chúng ta vừa rồi thì Khải có mua sẵn 11.000 đến đa sách là 10 xu, mua 1.000 cá là khoảng 10k xu, với lại tốn 50k điểm tống kim cho nè. Ok, sau khi ép xong thì bây giờ Khải sẽ anh cho anh em xem. Ở mùa này thì nói chung thì nó cũng không có gì mới nè, nó chỉ thêm được lỡ bao túi bí kíp, nếu mà ra được cái đó mở luôn. Nếu ra được bí kíp nào có giá thì bán cũng mấy chục kim đó nè em ơi. Thì tại bây giờ thì túi bí kíp rất là giá. Rồi, anh em cùng theo dõi video này, đừng quên để lại cho Khải một like, sẽ ủng hộ chơi và cũng như là bắt đầu anh em mình xem thử được những món gì nha em ơi. Ok, như anh em xem cái video lần trước thì Khải anh được nón định quốc bán được hơn 2,5 triệu đó nè. Ok, liệu lần này thì như gì đây? Khui. Cầu chúc một. Khui ha. Nhưng đã chưa thấm lỗ. Được cái gì, được cái may mắn gì không nha anh em? Một túi sát thủ giảng đi vượt ải. Gần 100 cái rồi. À, tầm này cũng cố gắng tìm kỹ năng và tiềm năng cánh nhờ nghe mây luôn em ơi. Nghe mây tầm này cứ tìm kỹ năng cánh vô chống phái nữa thì sự là búp bá cháy luôn em ơi. Đó, nhìn thấy không? Đó, búp khán cả 44% mất off hoàn toàn. Giờ với việc lên gấp tăng vào tốc độ chống phái đã búp cho lẹ rồi. Úp cộng 111. 100 cái rồi. Vẫn chưa có gì giá trị nữa em ơi. Vẫn chưa có muốn gì giá trị luôn. Một thủy tinh, một tiền thủ lộ, đến kỹ năng tiềm năng cũng được ai bù lại cho ạc ai mốt được một cấp. Đó, anh em xem này, hiện tại này đang bận đầu bơ ca này, mình khá mất cả ngon không, khăn lôi 75+5, phòng thủ 75, khăn hàng 62 và khăn họ 70, khăn họ 75 nhé, khăn độc 62, bút duyên, mặt nạ. Mình đã quá chậm, mình đã chi nữa đây. Thúc duyên. Một con boss đặc biệt, đó. Gồm boss đặc biệt, bữa nào đánh tiếp. Một lệnh bài không ảnh. Mặt nạ nữa. Thôi, 300 cái này. Chưa có một cái nến kia đánh tình năng mình luôn. Anh lần này chắc ớt ốp lên 112, mấy chục phần trăm nữa nè, còn gần 113 quá tử. Còn chưa gì luôn. Canh toàn tốt cá nhân với văn hỏi là nhiều nè. Thôi vậy đây, thư giãn. Gần 500 cái này. Phi tóc giảm tiền hỗn lộ, quá tử tiền hỗn lộ, trời nửa chặng đường rồi lần bài boss rất hiếm anh em thấy chưa, nên là lần bài boss mua rất là hiếm, em lâu lâu cứ bảo đánh boss đi, đánh boss đi thực sự là rất khó anh em ơi. Anh một lần em mình tầm này tốn khoảng tầm 750k Việt Nam đồng, 750k Việt Nam đồng thực sự nên thôi, boss không ra được con nào luôn, em mất 500 cái được có một con thôi, thì em nghĩ thử là cả server thử gom biết cái nào mà nhiều cho anh em đánh được nè. Hên xui à, gom là 5-7 ngày mới ra được rương nữa. Gom lệnh bài boss rất là khó. Vẫn chưa cái gì cả. Này cái pháo đi đốt. Thiên lộ. Bánh thật ăn. Rồi, hai con boss chùa thế. Bánh quân tiêu 7. Trời. Lên cấp. Đâu, từng mảnh mong tiêu 2 là về bờ nữa. Tại ở mảnh mong những con ngựa khác thì mảnh 8 mảnh hiếm, còn mảnh mong tiêu là mảnh 2 nha anh em. Đâu, này mảnh 7 nè mà. Tinh hồng. Rất chua luôn. Thủy tinh. Nãy được 2 viên thủy tinh nè. Phải hiếm nha. Rồi, trên thổ lộ nữa. Bót tiểu, bót xanh. Đó, anh em thấy chưa?
Anh gặp 1.000 cái mà nó lên bọn vài bot rất ít luôn á. Như đây sư tố 6 triệu rồi. 6 triệu rồi. Vứt luôn sư tố 6. Số 8 thì được. 8 được hơn chục kim nữa nè. Ây xa xa sao mà anh gì không có gì hết vậy. Kỹ năng tiềm năng không thấy luôn. What the hell. Kỹ năng tiềm năng không thấy luôn. Khó à. Hơi nhỏ rồi em ơi. Con này nhỏ rồi. Thị tinh, thị tinh. Nạ. Thị tinh lộ. Thế là hắn. Rồi không xong rồi. Rồi đang hãy dòng bất đường rồi. Đâu. Không có một cái nến kỹ năng tiềm năng nào để anh chạc luôn. Chờ. Toàn toàn toàn. Bạch là nó bớt ra. Mấy cái tiền thổ lộ này nó hút duyên à, tiền thổ lộ thì tầm này 10 xu 1 bình rồi nè. Này chắc được 10 bình chắc 100 xu. Rồi 100 xu. Đây rất là lực. Mấy cái mực nạ. Rồi. Rồi. Bỏ bớt qua khỏi chặng đường rồi ok. 2, 4, 6, 8, 10 13 13 cho khoảng 15 đi. Đó. Nhiều đó được 150 xu. Thêm cho hai bình nữa đi, 150 xu. Gọi còn bên này 150 xu rồi nha. Rồi, tiếp tục. Mình đá bên này bỏ qua cho thiên nó ốp đi. Rồi, bot Phúc Yên. Phúc Yên này bỏ qua khỏi chặng rừng. Rồi. Này, 1 này 2 này 3 này 4 là tầm này 50 xu một bình thì khoảng 200 xu nữa được 350. 350 rồi. 350 rồi được gì nữa. Thì tinh rồi. Rồi 1 2 3 4 được. 4 viên này 50 xu 1 viên nữa. Không tới 50 xu luôn, tầm 30 xu nè mà. 120 nữa mới thực sự là mới thu được mà. 350 bữa này cho 120 nữa. 48 47 khoảng 500 xu. Vãi rồi. Nhỏ rồi, mới 500 xu thôi mày, mới thu được 500 xu thôi, tiếp tục khui nè. Còn những cái cuối cùng, mới thu được 500 xu thôi. Rồi, giờ không có một cái đó này luôn, má áo, tinh hồng nữa. Một ngựa, một càng khôn. Kháng cả. Gây kháng cả cho xe luôn, cho thí ngày mây luôn, kháng cả này khoảng 300 xu. Thì khoảng 800 xu nha. Đó 800 xu. Rồi càng khôn này 500 xu. Được 1.300. Được con ngựa kháng cả 3. Ngon. Mang người 10 luôn. Đó. Lâm kháng cả 3. Người này nếu bán cũng được kim nè. 15 ngày. Rồi cả 3 với cái này chẳng kim này. 2k3. 2k3 với 2 con boss này là 1 kim. 3k3. 3k3, có cái này 100 xu là 3k4. 3k4. 3k4 cái này, 4 cái này 400 xu nữa là 3k7. Không bớt nhỉ? 3k7. Trời ơi, thằng ráo ha. Hộp quà. Kháng cả 5 nè. 3k7 nè. Này, kháng cả 5 nữa mang ngày 10 luôn nha. 3k7. Rồi, hai viên tinh hồng này được 100 xu à. 3k8. Này được 400 xu nữa là 4k2. 4k2 rồi. Thôi 4k2 này. Rồi hết rồi. Đâu khui cái này vậy? 4k2 khui. Một sức thố trò thời hạn nữa. Rắc rắc rắc. 4k2. Rồi hết rồi. Đâu còn gì nữa đâu. Người này nha, bán được 300 xu nè. 4k rưỡi. 10-15 ngày. 4k rưỡi nè. Trò thông ngựa không. 4k rưỡi. Rồi, dọn qua ngay tính tiếp. Bốn ca rưỡi. Rồi, xong, chuyển qua cái này nhà nè. 10 kim hơn thôi được 4 ca rưỡi, nói chung là chưa lộ lắm. 4 ca rưỡi. Rồi, 4 ca rưỡi với lại 500 cá nhân này. Nhiều này được 300 xu. 4k8. Ui từ từ rồi. Phun rương. Đây là 4k8.
một mình ta lau chân cái thương chiều bắn hồ chỉ thế gần chưa tìm. Bớt chật rương rồi, tha thiết nè. 4k8. Sao này không chật chỗ rồi. Không đủ chỗ trước người kia. 4k8. Rồi, khôi tiếp tục 50 kia. Cái này gì nè. Rồi, 50 cái cao trúc sinh nhật nữa em ơi. Khôi anh như đủ chỗ nè. Luôn nó chật rương. Ê, không vứt được. Người này nó bao nhiêu ngày? 15 ngày á. 15 ngày kháng cả 3, tối phiến. Được, người này bán được kim hơn ấy. Rồi, khui tiếp nha nè. Khui, tìm phi phong kỹ năng một cốc á. Tìm phi phong kỹ năng một cốc á. Nhận kiếm, rốt. Thân phụ quá trời. Tiền thân. Bạn nhiều. Trời, thân phụ quá trời. Chứ mà hắn. Anh đây thêm được 50 túi nữa cho anh em. Ồ, đó. Nó phải vậy chứ. 3 ngày anh em có 1 kim rưỡi. Đó. 4k8 rồi đúng không? Rồi, 4k8 với 23 là hắn này nữa. 5k. 5k bên này được 6k rưỡi. Rồi, ok. Cố lên. 6k rưỡi rồi. Thân phù. Rồi. Nhiều quá chặng đường quá. Ok. Nói chung là thu được 6k rưỡi nè mày. Lỗ tính là lỗ 4 kim. Con này thì anh không có đồ gì cả. Lỗ 4 kim. Rồi nó giao dịch qua lấy cái phi phong kỹ năng cung cấp à. Giao dịch con này lại con kháng cảm 10. Đó. Này anh con kia được kháng cảm 10 nè. Đó. Hàng vào đây với hàng đâu. Tìm nãy giờ cái đó đó anh em. 2-3 là hàng bỏ qua. Trong là thu được 8k rưỡi cũng được. 6k rưỡi chứ lộn, 6k rưỡi. Lộ 4 kim. Lộ 3. Lộ 4 kim. Đây con này không có gì. Một tháng. Đây nửa tháng. Đôi ngựa làm gì đâu. Bỏ bỏ này. Rồi ok. Còn 19 cái này bữa nào hết phi phong mở tiếp nha nè. Đó. Vừa rồi thì mở cho cô đó yếu đó kiếm phi phong kỹ năng một cấp để tối đánh giờ đang. Rồi ok. Nói chung là anh em mình con này thì lỗ 4 kim anh em à. Còn lần trước anh đặt chính thì lời. Này thì lỗ. Nói chung là anh có lời có lỗ nè ơi. Không thể nào mà lời 100% được. Rồi up được 2 cấp nha nè. 2 cấp. Đó ok chưa. Ngày mi búp đó nè, ngày mi búp của bàn chiến đấu luôn, gờ luôn. Này, kháng cả 5 bàn nhộn. Đó. Đó, ok chưa. Kháng châu bò luôn. Ừ. Đây là ngày mi búp hãy đi cầm búp đó nè. Này, xây dòng lên. Rồi, đi ép thêm cái phi phong 10, kháng cả 10 nữa. Cái kỹ năng cho anh chính này. Rồi. Kim cương 3 ngày đó. Ôi xời. Kháng châu quá châu. Ôi xời. Ôi xời. 75 cộng 1 phòng thủ. 75 cộng 6 75 cộng 1. Ôi xời. Cho anh em xem sơ qua tổng số đồ này. Đó. Hai món thủ lấy làm chậm. Kèm với cái này 40 chậm nữa là 100 làm chậm. Kèm với thanh âm trên người nữa là 120 làm chậm nha nè. 120 làm chậm. Đó. Bỏ thanh âm lên cho anh em xem. Thanh nam này nè, đó. Rồi ok. Quá đẹp. Rồi, gia truyền kháng cả 13. Vũ khí kháng lôi 22. Áo kháng lôi 17. Bao tay kháng lôi 30. Nhận kháng lôi 19. Ngọc bội kháng lôi 28. Giày kháng lôi 21. Kháng cả 5. Kháng cả 5 và kháng cả 10. Đó. Quá trời. Rồi anh em xem video này đừng quên để lại cho Khảo like, chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Con này thì anh lỗ thì chấp nhận anh em ơi. Không có đồ thì anh lỗ. Không có ra những cái ăn ban này nọ nên là không lỗ nữa mà. Không có bí kíp luôn, không lỡ bài bí kíp luôn. Áo thiệt đấy à. Này đó này, bữa nào hết phi phong cái này cũng có anh tiếp. Rồi đây là chia chặt xe. Rồi,
Anh em xem video đừng quên ủng hộ Khải và đăng ký kênh ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em xem live dễ nha. Ok bye bye anh em. Và Khải hãy up vào đi video vào lúc trưa 11 giờ 15 phút hàng ngày, cũng như là up livestream trực tiếp vào lúc tối 7 giờ 30 hàng ngày nha mọi người. Anh em rảnh ghé xem cho vui nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi rất nhiều. Bye bye.